Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng thành phố Hà Nội vừa đưa ra mức đề xuất thu phí các phương tiện đi vào nội đô Hà Nội, xe ô tô cá nhân dưới 9 chỗ là đối tượng chính phải thu phí. Và mức thu được đề xuất là từ 25.000 đồng đến 60.000 đồng một lượt. Trong đề án, thu phí phương tiện cơ giới vào một số khu vực trên địa bàn thành phố có nguy cơ ủn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường để hạn chế số lượng xe cơ giới đi vào của đơn vị tư vấn lập dự án báo cáo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội khảo sát cho thấy, mức phí sẵn sàng chi trả của lái xe và người dân đi lại bằng xe ô tô con là 22.500 đồng một lượt. Vì vậy, mức phí thu của ô tô đi vào nội đô nhằm hạn chế ủn tắc phải cao hơn mức này để người dân dần từ bỏ thói quen sử dụng phương tiện cá nhân. Từ đó, mức phí mà tư vấn đề xuất Sở Giao thông Vận tải Hà Nội như sau. Mức phí ngày làm việc trong tuần đối với các xe ô tô cá nhân dưới 9 chỗ đề xuất từ 25.000 đồng đến 60.000 đồng một lượt. Đối tượng miễn phí gồm xe ưu tiên theo quy định hiện hành và các ngày cuối tuần và ngày lễ đề xuất không thu phí. Thành phố Hà Nội dự kiến lập 87 trạm thu phí tại 68 vị trí được giới hạn bởi các tuyến đường Vành đai 3, cầu Thanh Trì, Pháp Vân Mai Dịch, Phạm Văn Đồng, Tây Hồ Tây, Võ Trí Công, cầu Nhật Tân, Hoàng Sa Trường Sa, Lý Sơn, Nguyễn Văn Linh, Vành đai 3. Đơn vị tư vấn đưa ra lộ trình triển khai từ nay đến năm 2024 bắt đầu thu phí xe vào nội đô từ năm 2025 thưa quý vị, thông tin thêm về đề án này, giám đốc sở giao thông vận tải thành phố Hà Nội ông Vũ Văn Viện khẳng định đối tượng thu phí mà đề án này hướng đến là xe ô tô cá nhân, xe ô tô chở người và miễn phí với xe công vụ hay là xe chở hàng hóa nên không làm tăng chi phí vận chuyển hàng hóa hay là chi phí sản xuất.